Xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại giới thiệu cái máy chà nhám băng. Chà nhám băng hàng mới về. Suất của nó là 550W, tốc độ không tải là 2850 vòng trên phút, điện 220 50Hz. Mình mài những cái đồ nhỏ thủ công mỹ nghệ hay mài một cái gỗ mình chuyên lắp ráp về đồ gỗ nhỏ, mài những chi tiết nhỏ. Có nhu cầu thì cứ liên hệ cho số điện thoại là 0977 400 500, 0971 700 800.